Chào tất cả các bạn nha. Lâu quá không gặp. Cà Mau mình đang tức là được hoạt động thể dục thể thao lại bình thường rồi, nên từ bữa nay mình bắt đầu mình sao làm video cho các bạn nha. Ok, chủ đề bữa nay cho các bạn đó là làm như thế nào để đập bóng đường ngang hiệu quả nha. Rất là nhiều người hỏi luôn, nhưng mình chưa làm được, lý do là không có sân bãi để làm ha. Nên bây giờ là hoạt động lại thì mình cố gắng mình làm cho các bạn. Mình không có gom chung là đường ngang với đường y nha, mình làm đường ngang riêng. Tại sao các bạn phải tập đánh đường ngang và đường y cho nó tốt? Lý do ở khi mà bạn đập bóng mà đập tốt rồi á, là người ta sẽ chắn các bạn là từ 2 tới 3 chắn không à. Nếu mà bạn đập bóng là lỡ thì nó sao? Giờ bị chắn dính, các bạn không đập không hết đường cái là tay chắn của người ta bít hết trơn rồi. Các bạn cố gắng đập hết đường A, có thể từ 3 mét trở lên lưới là càng ngon nha. Mình sẽ cố gắng làm video này phân tích và một số bài tập hỗ trợ cho các bạn thực sự hiệu quả luôn nha. Ok, rồi sau đây là mình làm mẫu trước rồi xong mình sẽ là phân tích hình tay như thế nào, hoặc là xong nữa là mình đưa bài tập hỗ trợ. Ok, quan sát nha. Gò bóng nhớ đừng ém à, đừng ém à, bẻ đừng ém hết chân à, bẻ cổ tay ha, xoay cổ tay nè, cái thằng cổ tay cánh tay luôn, bẻ hết luôn ha. Này cực kỳ tốt với tường ha, hai người mình chơi với tường ha. Bạn chú ý là đánh là cái thập bả vai mình đẩy nha, đẩy lên lưng nè. Tập cho quen với em nè. Mình xin chia sẻ về vấn đề mà đập bóng hết đường A đó. Các bạn nhớ chú ý là luyện, cố gắng luyện cái phần bả vai mình nó chắc tí xíu. Khi mà bạn bẻ có khi mà bạn bẻ cái này nè mà bạn không xoay người, các bạn về bị chấn thương bả vai á, dạng dây chằng, tổn thương cơ nhá. Nên các bạn tập hết đất tay gọng ra với tập những bài tập nào bổ trợ vai, cơ vai ha, cơ vai cho nó mạnh lên để hạn chế chấn thương nha. Video thì chú các bạn tập luyện tốt nha, nhớ áp dụng vô, quấn hết đường luôn, nhớ là cố gắng quấn hết đường A ra A, Y ra Y. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn các bạn những video sau nha. Video sau thì mình sẽ làm một cái video đập bóng theo đường, tức là đường Y, hoặc là cái video là cái comment nào mà được like và nhiều nhất đó thì mình sẽ làm những cái chủ đề đó, làm video thường xuyên cho các bạn nha. Rồi, bye bye các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha.